Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, có nhiều người nói vui rằng cứ 1 mét vuông có khi lại có đến cả chục đối tượng trộm cắp hoành hành. Nhưng những tên trộm dù có hành nghề điêu luyện đến mấy thì vẫn sẽ sợ bị bắt quả tang khi đang hành nghề. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi pha tẩu thoát không giống ai của những tên trộm đang hành nghề thì bị phát hiện và cái kết không thể nhỏ hơn. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho người ta. Bớ bà con ơi, trộm, nhà tôi có trộm. Trộm đâu, kia kìa, đang đu như khỉ kia kìa. Tưởng chừng các cuộc rượt đuổi chỉ có trong phim hành động, mà ai ngờ ngoài đời thực còn kịch tính hơn nhiều so với trên phim. Để ngày hôm nay không phải đắng cay, anh ơi nói đi, tại sao anh gạt em? Trong một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội là hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần bò đi chân trần đang leo thoăn thoắt ở ngoài lan can của một ngôi nhà 4 tầng. Cảnh tượng khiến nhiều người cười không khỏi ngỡ ngàng, bởi nếu không nghe được tiếng chi hô bàn tán của mấy chiếc camera chạy băng cơm trong xóm thì có lẽ mới đầu khi xem clip, nhiều người sẽ nghĩ đây là một thanh niên cuộn trí định làm liều. Tuy nhiên, qua những cảnh quay đầy tính chân thực của người dân có mặt tại hiện trường, nhiều người đã không khỏi trầm trồ trước màn tháo chạy chất như nước cất của tên trộm. Từ lúc hắn trèo được ra khỏi ban công tầng 3 của ngôi nhà, rồi vắt vẻo đu lan can để chạy trốn, đến khi khuất dạng ở màn sau của ngôi nhà, tất cả diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây đầu của đoạn clip. Sau vài giây đầu, tên trộm chiếm trọn spotlight thì có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông nữa đuổi sát nốt với tên trộm. Chưa xác định được đấy là một tên trộm khác đang cố gắng để bắt kịp đồng bọn hay là chủ nhà đang đuổi theo tên trộm. Nhưng màn rượt đuổi này đã khiến nhiều người có mặt tại hiện trường một phen thót tim. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, ngay dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại ý kiến trái chiều. Trong đó có nhiều bình luận lên án gay gắt hành động của tên trộm, cho rằng nó quá nguy hiểm, nếu chẳng may trượt chân thì hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng. Sợ quá, nhỡ may mà bám không chắc, ngã một cái thì có mặt đi đời. Trộm bây giờ liều quá, chỉ vì sợ bị bắt mà làm đến nước này. Nhìn nó trèo mà thót cả tim, được cả ông đằng sau còn cố mà đuổi theo nó nữa. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước kỹ năng đi thang bằng của tên trộm. Nhìn cái chân kia thoăn thoắt thế kia hoa cả mắt. Đi trộm mà cứ tưởng là đi diễn xiếc ấy. Đúng muốn làm diễn viên đu dây mà dòng đời xô đẩy bắt đi làm trộm. Sau khi tên trộm khuất dạng phía sau ngôi nhà, người dân tại khu phố cũng nhanh chóng đuổi theo ra phía sau. Nhưng thật bất ngờ, tên trộm này đã nằm sấp mặt dưới đất. Thấy vậy, người dân cũng nhanh chóng lao vào bao vây trấn áp tên trộm. Đúng là quá đen cho tên trộm, đã phải dùng đến cả tuyệt chiêu đu lan can thần sầu mà vẫn không thoát được. Thôi thì lần sau cứ ngoan ngoãn mà đầu hàng thôi, chứ trèo tường đu lan can thế này thì sau cùng kết cục vẫn là bị đưa lên phường. Vụ việc này cho thấy mức độ manh động, quyết liều mạng để bỏ trốn của những đối tượng trộm cắp trong xã hội hiện nay. Nhưng dù với bất kỳ lý do gì thì hành vi lấy mạng sống của chính mình ra đùa giỡn cũng là điều đáng bị lên án. Nước sông Tô vừa trong vừa mát, em lái thuyền ghé sát thuyền anh. Ủa khoan, có gì không đúng? Sông Tô nào chứ, sông Tô lịch thì không phải nhà. Ấy vậy mà người dân lại được một phen rửa mắt với cảnh hai người đàn ông đang chơi đuổi bắt dưới lòng sông Tô lịch như thế này đây. Có thể thấy dưới lòng sông Tô Lịch có một người đàn ông mặc áo trắng đang ung dung bơi lội trong làn nước có phần hơi đậm màu. Đáng nói người đàn ông này bơi đến đâu là cặn đen trong nước lại được khuấy động đến đó, tạo thành một vệt đen dài. Kinh tởm. Vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà người đàn ông này lại nảy ra ý định táo bạo, có phần nặng mùi như vậy, thì chỉ vài giây sau của đoạn clip, người xem đã được giải đáp thắc mắc. Lúc này ở dưới lòng sông, một chiếc thuyền đang dần tiến lại áp sát người đàn ông đang bơi. Một người cầm gậy liên tục tấn công lên đầu người đàn ông dưới nước, khiến anh ta hết lần này đến lần khác phải ngụp lặn để né tránh. Đến lúc ra khỏi thì mới tá hỏa, hắn ta là một tên trộm đang bị người dân truy bắt vì tội cắp xe đạp. Trước đó, tên trộm này đã bị công an phường Yên Hòa bắt giữ, nhưng trong một phút lơ là đã để hắn trốn thoát, rồi lao xuống sông Tô Lịch để chạy thoát thân. Nhiều người dân chứng kiến còn cho rằng anh này có biểu hiện bất thường nên đã kêu gọi lên bờ nhưng bất thành. Sau khi tường tận sự việc, bên dưới phần bình luận của video được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với màn bỏ trốn có phần nặng mùi của tên trộm. Ú là trời, sông nào không nhảy lại đi nhảy sông Tô Lịch, đúng là vào đường cùng thì cái gì cũng nghĩ ra được.
Nước đen xì đục ngầu mà vẫn bơi như đúng rồi. Xem thôi cũng thấy bốc mùi lên rồi, mà ra tên này vẫn bơi được siêu thế nhỉ. Tuy nhiên, không chỉ có tên trộm này ngụp lặn dưới sông, mà trong những giây tiếp theo của đoạn clip lại có thêm sự xuất hiện của một thanh niên khác đang đuổi bắt, vật lộn với tên trộm. Hỏi ra mới biết, anh ta chỉ là người đi ngang qua, thấy kẻ cướp lộng hành nên quyết định làm việc trượng nghĩa. Tuy nhiên, trước màn truy bắt kẻ gian này của anh thanh niên, bên cạnh những lời khen có cánh cho hành động trượng nghĩa, không màng hoàn cảnh địa điểm để bắt tội phạm, nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận hài hước. Khen cho tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, nhưng sau lần này có khi ơn đến giả. Bắt tội phạm xong, có khi lại được các anh công an phường tặng cho mấy bánh xà phòng về tắm rửa sạch, diệt vi khuẩn cũng nên. Có khi về nhà tắm mấy lần cũng không hết được cái mùi gây ám ảnh này mất. Cuối cùng sau cuộc rượt đuổi là một cái kết có hậu, tên trộm đã bị bắt trong tình trạng ướt nhẹp, toàn thân bốc ra mùi lạ và bị áp giải về đồn. Sự việc giờ khóc giờ cười nhưng cũng lên án sự manh động của các đối tượng trộm cắp, đồng thời đề cao tinh thần hy sinh bản thân làm việc tốt, góp sức trong công tác truy bắt tội phạm của nhiều thanh niên hiện nay. Cứu, cảnh công an ơi, cứu em ở đây. Tiếng kêu cứu thảm thiết này có lẽ sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là hiện trường của một vụ án thảm khốc nào đó. Nhưng có ai ngờ rằng đây lại là tiếng kêu thất thanh của một tên trộm. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Đầu đuôi câu chuyện phải bắt đầu vào một ngày đẹp trời, thanh niên nọ nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy. Dù thế nào mà đang đi trộm lại bị người dân phát hiện. Thế là trong cái khó lại ló cái khôn, tên trộm này nhanh trí trèo lên mái nhà rồi trốn vào trong đường ống thông hơi của một tiệm massage. Trong lúc tưởng chừng như đã an toàn trốn thoát được sự truy đuổi của người dân, thì thật đúng là tránh vỏ dừa lại gặp vỏ dừa, tên trộm này đã bị mắc kẹt trong ống thông hơi không thể thoát ra ngoài nên đã phải cất tiếng kêu cứu nhờ các chú công an đến giúp đỡ. Rất may cho tên trộm, bởi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được vị trí mà tên trộm đang bị mắc kẹt, rồi huy động lực lượng để giải cứu cho tên trộm số nhỏ. Phía dưới đoạn clip, không ít cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước màn kêu cứu bất đắc dĩ này. Bạn Thùng A00 bày tỏ, quá đen cho tên trộm, đi trộm mà cuối cùng lại phải gọi công an để giải cứu. Bạn Phương Vũ 2503 thì lại cho rằng, cái ống thông gió bé tí vậy mà cũng chui vào được, tài thật. Quả thực chiếc ống thông gió chỉ có đường kính khoảng 60cm. Một đứa trẻ di chuyển trong này có gặp khó khăn chứ đừng nói đến một người trưởng thành. Vì vậy mặc dù với cơ thể có phần hơi ốm yếu thì tên trộm vẫn phải chịu cảnh giơ tay đợi công an đến đưa ra mà thôi. Cùng với đó, nhiều cư dân mạng cũng không quên để lại lời bình luận hài hước trước hành vi có phần không được khôn ngoan lắm của tên trộm. Đúng là đến thua, thôi thì đợi các chú đưa ra rồi bế về đồn luôn một thể. Cái này phải gọi là tự chui đầu vào giỏ chứ gọi gì trốn nữa. Vừa thương mà vừa buồn cười, thôi thì đi trộm một lần rồi cạch đến già là vừa. Sau màn được giải cứu bất đắc dĩ, tên trộm còn được các chú công an ân cần chăm sóc, hỏi han tận tình trước khi bị áp giải về đồn. Đúng là bao lần ngạo nghễ oanh tạc giới trộm cắp chẳng ai biết mặt, một lần bị kẹt lại được lên hẳn xu hướng thì chắc là tên trộm này không hợp với nghề hai ngón rồi, sớm bỏ nghề hoàn lương đi thôi. Qua vụ việc có thể thấy mức độ hoạt động của tội phạm trộm cắp đang có chiều hướng gia tăng, cần có những biện pháp cấp bách xử lý nghiêm để trấn áp, răn đe, thiết lập lại trật tự an ninh cho xã hội. Tới lên người đi. Tới lên tường cho trơn xíu mặt này. Nhiệt nhiệt á. Tường này. Không gạt đấy. Nhiệt nha. Nghe đây, để cạnh không gạt này. Bắt trộm, ba con ơi, bắt trộm. Ôi, chúng nó xịt cái gì mà cay mắt thế này. Có lẽ nhiều người đã quá quen thuộc với những pha hô hào bắt trộm của người dân. Tuy nhiên không phải trường hợp nào tên trộm cũng bị bắt, mà ngược lại có nhiều trường hợp chính những người dân tham gia bắt trộm lại bị thương tích. Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một vụ trộm xảy ra tại một khu dân cư. Lúc này có lẽ là vào buổi trưa, trong con ngõ nhỏ không một bóng người, có 4 đối tượng đèo trên 2 chiếc xe máy có dấu hiệu khả nghi. Sau một hồi lượn lờ quan sát tình hình, một trong 4 người đi xuống xe, tiến hành bẻ khóa chiếc xe máy không ai trông giữ đang dựng trước cửa một ngôi nhà. Không biết là do tên trộm quá đen hay do chủ quan không để ý, người dân đang ngồi ngay trước cửa nhà mà khi đang hành nghề chân chu đã leo lên xe chuẩn bị nổ máy thì bất ngờ từ trong nhà có 4 thanh niên lao ra truy hô bắt trộm. Trong giây phút hoảng loạn, tên trộm này đành bỏ lại chiến lợi phẩm tưởng chừng đã nắm chắc trong tay để bỏ trốn cứu lấy thân mình trước đã. Điều đáng nói là khi thấy người dân định tiếp tục đuổi theo, tên trộm áo đen còn rút từ trong túi một cái bình gì đó, sau đó xịt tứ tung khắp nơi rồi bỏ chạy. Được biết đó là một dạng bình xịt hơi cay dùng để phòng thân, làm cay rát mắt và khiến đối phương làm giảm tầm nhìn. Trong trường hợp này cũng là để phòng thân, mà nó lại giúp tên trộm chạy thoát được sự truy bắt của người dân.
Ngay dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều cư dân mạng để lại ý kiến trái chiều, nhưng đa số đều lên án hành vi manh động của tên trộm và đồng bọn. Trộm cắp giờ hoành hành tinh vi quá, sơ hở là mất trộm ngay. Chúng nó giờ toàn đi theo nhóm cho dễ hành động thôi, tinh vi lắm. May mà chủ nhà còn ra kịp, không là đi tông cái xe rồi. Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người. Truy bắt trộm là hành động tốt, nhưng trong một số trường hợp vẫn cần phải kiềm chế, đề phòng, tránh gây kích động đến tên trộm để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Những video chúng tôi gửi đến quý vị là bài học cảnh giác với nhiều người trong cuộc. Còn quý vị nghĩ sao về những tên trộm danh mãnh này? Đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận của chúng tôi. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.